Xin chào quý vị và các bạn, Z3 Pro đang là chiếc máy được rất nhiều bạn trẻ quan tâm nhờ vào cái cấu hình vừa đủ dùng và cái mức giá thì cũng khá là thơm. Đặc biệt tại X2 Mobile vào ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 8 sẽ có chương trình khuyến mãi tặng phiếu mua hàng trị giá 800.000 trừ thẳng vào giá máy. Tức là giá bình thường thì các bạn sẽ phải mua là 4.990.000, nhưng khi các bạn mua tại X2 Mobile thì sẽ được tặng phiếu mua hàng trừ thẳng vào giá chỉ còn là 3.690.000 cho sản phẩm Z3 Pro. Các bạn lưu ý đây là phiên bản Z3 Pro chính hãng Samsung Việt Nam và được bảo hành ở tất cả các trung tâm bảo hành Samsung trên toàn quốc. Và với cấu hình cũng như tầm giá của chiếc máy như thế này thì đã có một số bạn phân vân không biết nên chọn Samsung Galaxy Z3 Pro hay là chọn Samsung Galaxy Z5 Prime khi mà mức giá của cả hai sản phẩm này gần như là xem nhau. Nói về cấu hình thì bộ đôi này giống nhau rất nhiều về thông số, như là cả hai đều có màn hình 5 inch với tấm nền TFT HD 720p, đều được sở hữu vi xử lý Exynos 7570 đi kèm theo 2 RAM. Bộ nhớ trong của cả hai máy thì cũng đều là 16GB, pin với dung lượng 2400mAh và hỗ trợ 2 SIM thể nhớ ngoài mà rộng. Camera sau thì có độ phân giải là 13MP khẩu độ f1.9 và camera trước 5MP với các chế độ làm đẹp, làm mịn da cũng tương tự như nhau. Như vậy với phần cứng thì cả hai chiếc máy này sẽ đều cho chúng ta những thời lượng sử dụng pin tương đương, hiệu năng xử lý tương đương và chất lượng camera thì cũng tương đương. Nhưng với chiếc Z3 Pro thì chúng ta sẽ có thêm cái đèn LED hỗ trợ ánh sáng cho camera trước. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có những bức ảnh selfie tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng, cũng như trong cái điều kiện mà tối om không nhìn thấy gì. Điều thứ hai đó là Z3 Pro còn hỗ trợ cho chúng ta thêm NFC làm ở phía sau mặt lưng. Đây là một kiểu kết nối gần giúp chúng ta thanh toán nhanh hoặc kết nối các thiết bị không dây hỗ trợ NFC như là Bluetooth dễ dàng hơn. Thứ ba, Z3 Pro được chạy sẵn trên nền Android 7.0 với giao diện tương tự như chiếc Samsung Galaxy S8, và chắc chắn trong tương lai Z3 Pro cũng sẽ được hỗ trợ lâu dài hơn so với chiếc Z5 Prime, bởi vì tới nay chiếc Z5 Prime cũng đã ra mắt được 1 năm rồi mà. Nhưng với chiếc Z5 Prime thì chúng ta lại được hỗ trợ bởi vân tay một chạm. Tuy là vân tay này có độ nhạy hơi cùi một chút, nhưng ít ra thì bảo mật vân tay lúc nào cũng sẽ tiện lợi hơn so với Z3 Pro không có bảo mật vân tay. Ngoài ra, có một chi tiết nữa ở phần mặt lưng, đó là cụm camera của Z3 Pro năm nay được làm gọn lại, tinh tế hơn, cũng như là cái phần giải nhựa bên trên và bên dưới được làm bo cong đi liền theo cái phần cạnh sườn, khiến cho chúng ta mới cảm giác nhìn cái lưng chiếc máy rất là mềm mại, cũng như là có một chút gì đó khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm tầm trung khác. Tóm gọn lại thì đây là hai chiếc máy gần như là giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về ngoại hình. Chọn Z3 Pro thì các bạn sẽ có hỗ trợ selfie với đèn flash, có NFC, có thiết kế mới thời thượng hơn, có Android 7 giao diện giống Galaxy S8 được hỗ trợ update lâu hơn, vì đến nay Z5 Prime vẫn còn đang nằm ở Android 6. Còn chọn Z5 Prime có vân tay một chạm. Vậy các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Và đừng quên ngày 5 và ngày 6 tháng 8 tại X2 Mobile sẽ tặng phiếu mua hàng trừ thẳng vào giá máy trị giá 800.000 đồng. Tức là các bạn sẽ chỉ phải bỏ ra là 3.690.000 là đã có thể sở hữu được chiếc Samsung Galaxy Z3 Pro rồi. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share lại với bạn bè và bấm vào nút subscribe channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.